Ở đây mình cho điểm M nè, delta nè, thì chuyển cái delta này về phương trình tham số trước đi cho nó bằng t, vậy mình z sẽ bằng gì? Chuyển vế đổi dấu đi, ra 2 cộng 1t kịp không? Ông kịp nó không kịp nha, y bằng 3t, cố gắng viết nhích qua đây chút xíu nè, nhích qua đây chút xíu để cho nó mình thấy đâu là điểm đi qua, đâu là vector phát tuyến thôi chứ không gì. Z bằng ở đây không có là số 1 đó. Vậy là gia gì? 1 cộng cộng t, chốt chưa? Vậy dựa vào đây mình sẽ có vector u bằng nhiêu? Vector u là trước cái thằng t đó, 1 3, hiểu không? Điểm đi qua m khi xô đi quá dễ luôn, 2 0 1. Tiếp điểm m mình có chưa? Nhiêu? 1 trừ 1, 1. Vậy bước đầu tiên muốn tính khoảng cách từ một điểm m đến d thì áp dụng công thức nè, tuyệt đối có hướng đó, và viết công thức cho nó thuộc đi, có thuộc nổi đâu. Rồi, được chưa? Rồi, bắt đầu bước đầu tiên phải tính vector gì? M0 m sao trừ đầu bao nhiêu, trừ 1 trừ 1, ổ lộn, sao trừ đầu là 1 nè, cái gì nữa, 1 nè, không, chốt chưa? Vector u có chưa? Bao nhiêu? 1 3 1. Ở đây không biết có máy tính bấm được á, nhớ là có nghĩ là máy tính bấm được. Rồi tới đây tính tích gì? Tích vô, tích có hướng chứ lộn, nhớ không? 1 2 3, che số 1, quy tắc con cá, nhẩm luôn đi hay cần viết ra. 1, tiếp che số 2. Bao nhiêu? Trừ một Tiếp nào, nhẩm được, nhẩm ba, thêm vô trừ giữa, nhớ thêm vô trừ giữa, hai 2, đúng rồi, chốt chưa? Rồi áp dụng công thức đó, vậy thôi. Chị đói nha, chị đói, chị đói hay còn gọi độ lớn ở đây gọi là độ lớn á, bằng căn, ra công thức luôn, bằng căn hoàn bình cộng trung bình cộng cao bình chia độ lớn nha, độ lớn của vector u nè bằng động thức, ê ê, độ lớn, độ lớn căn, một bên cộng ba bình phải nhớ công thức, rồi bấm máy tính.